tĩnh coi, cố gắng lên coi. Chồng ơi, chị ơi, bé hai chồng ơi. Ngủ hai giờ hết chồng. Chồng chết ơi, chị ơi, bé hai chồng ơi chồng. Ông ơi, tay chứ không ra trẻ hết rồi ông ơi. Mình quay vô nhiều quá. Ông ơi, ông quay thế. Ông này quá, ông chết ông làm nhòm nhà nữa, ông làm nhòm nhà. Ông nhà rồi ông ơi. Ở nhà luôn. Giờ lúc đó là chú mệt hay sao vậy anh? Thì ở nhà này nè. Quay nè. Ăn mà ăn ổng nhai rồi ổng thục thục. Cũng như là cái lưỡi ổng bị thục vô rồi. Dạ. Là đó là ổng tiêu luôn. Em biết ổng yếu rồi. Cháu chợ thương con không có hành hạ. Quay ổng biết không có được. Ổng chết ông mơ mặt vào ông vợ nữa. Thôi là trời á. Ông chết nơi mắt vô ông vợ nữa, sao mà tôi xong rồi. Rương được cái nỗi giấc sáng rồi tôi mới đi sinh. À, đi sinh. Đi sinh đó hả? Ờ. Cái gia đình con nói chung là cũng hiền quá, không có biết tôi gì chứ. Sinh được ba hột không, nửa hột không là làm sao? Dạ. Rồi bây giờ là tính đem ra là xin được cái hàng. Dạ. Rồi bây giờ là tôi nói bây giờ nếu mà này kia nọ là chắc cũng khoảng 6 triệu. Vừa cát vừa đá vừa này kia nọ là làm đơn giản thôi đó. Bây giờ nó lo không nổi được gì. Chung mở đất. Chung mở đất, đất hả? Trời ơi, à, sao mà khổ quá vậy? 5-6 triệu không có là làm sao chung chung được. Dạ. Trời ơi. Nhóm của em có nhận được một cái tin rất là sốc cả nha. Đó thì cái câu chuyện cũng như là cái hoàn cảnh của người cha thì bị rớt dừa trúng đầu cũng như 8 năm nằm liệt giường đó nha. Thì hôm nay nhóm của anh em vừa nhận tin từ gia đình là chú đã qua đời cả nha. Đó thì anh em cũng đang trên đường chạy qua nhà của chú để xem cái câu chuyện này như thế nào. Thì bây giờ thì chụp hình cả nhà, đây là chiếc xe mà chở áo quan đi vào bên trong nhà cả nha. Hình như là đi vào bên trong nhà của cô chú luôn hay sao anh Phụng ơi? Đúng rồi, đây trong nhà đúng vô nhà cô chú luôn á. Đúng rồi. Trên đường anh em mình vào nè. Đó, nghe nói thì mất hồi tối rồi, nhưng mà nghe nói là xin quan tài không có. Rồi cũng như là nghe nói là bốc mùi anh Phụng. Nghe nói là xình lên luôn rồi, nghe nói xình lên luôn rồi. Bây giờ như là xin có quan tài vậy nè. Bây giờ mình đi vào coi như thế nào đó nha. Em anh Phụng cũng đang chạy vào. Thì vừa hay tin anh em cũng tức tốc rồi đến xem như thế nào, có hỗ trợ được gì cho gia đình không. Nghe nói thì cô chú cũng rất là khó khăn. Chú thì nhiều năm mà nằm liệt giường, không ai thì không biết như thế nào nữa. Chú mất trong đêm luôn cả nhà. Chạy vòng anh kia không đi. Nó phải qua cổng á. Giờ mình chạy vô nhà đi. Chắc là phải lấy xuồng chở qua rồi. Thì đường này không có đi qua hồ được. Đường nhỏ khó. Đó là hoàn cảnh thì anh em lúc trước cũng có đến chia sẻ, cũng như là quý mạnh thường quân cũng hỗ trợ được một phần nào đó cho cô chú. Bây giờ đình thật sự thì rất là khó khăn luôn, nằm ở sâu trong một cái cánh đồng như thế này nè cái nhà đó. Cái lộ quá bé luôn. Chú thì chỉ nằm một chỗ thôi, nghe nói là 8 năm trời rồi. Thì nghe đâu là con hái dừa thì chú ở dưới thì gớt trúng đầu, cũng như là bị chấn thương sọ não cũng như là. Hồi trơn anh Phụng ơi. Trời ơi. Ghê quá. Ừ Phụng ơi. Chào chú nha. Thì ghê quá. Bên kia thì lộ lớn, nhưng phải đi qua sông. Trước anh em đến thì cũng anh em mình cũng đi xuồng á. Lộ này chạy mưa lại đi xuống biển. Ừ. Anh em cũng đang hay tin, cũng vừa đang trên đường chạy lại cái nhà để chia sẻ có giúp được gì cho gia đình.
Ê, anh Thái nói tới luôn rồi cả nhà. Ủa chơi gạp luôn rồi. Cả nhà ơi, thì nãy giờ anh em thì cũng di chuyển vào, thì bây giờ cũng vừa tới nhà của cô chú rồi đây. Đó, thì Áo Quang thì cũng đang chở xuồng qua nè cả nhà. Trời ơi, cô khóc rồi cả nhà ơi. Nghe nói thì chú mất hồi lúc 7 giờ tối, mà tới giờ này thì cũng... Rồi chào mấy chú nha. Trời ơi. Ngủ ai vợ chồng, chồng mất rồi, tôi ở với ai. Trời ơi. Tôi ở với ai, vợ mấy chồng. Trời ơi, có ai vợ chồng, sao mà khổ quá vậy. Rồi đây Phan, trước khi vào, bây giờ Văn Tài đang chuyển qua kìa nha, Áo Quang đang chuyển qua kìa. Nó phải di chuyển ngọn đường sông như thế này nè cả nhà. Để chút lên vào đi hỏi thăm. Lộ không đi vào được. Cái di chuyển từ từ qua. Chèo bằng cái một chiếc ghe. Thật sự thì nhìn hình ảnh này quá đau lòng quá nha. Đó lại. Đó lên. Nước vô quá trời anh ơi. Nước quá rồi, nước rồi. Ai ngồi tiếp mấy người dính dây đi, người dính dây đi. Hôm nay mình di chuyển lên đi, anh thấy rồi. Dây dây lại anh. Dây dây lại. Cho người ta lên rồi để thôi. Rồi ginh lên luôn kìa. Xong rồi cái lúc mà chưa có động, chưa có nhập quan thì nó nhẹ quá ha. Nhập quan rồi. Mấy anh cũng đang ginh lên rồi cả nhà. Nghe nói thì xin đi xin Áo Quang từ thiện á, nhưng mà tới giờ mới có cả nha. Từ 7 giờ tối đêm qua mà tới giờ luôn. Đây là con trai của chú đó. Rồi, lên đi. Ok đó. Cô chồng khóc rất là nhiều rồi. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Có cái quan tài cho cả nhà. Cố gắng lên cô ơi. Trời ơi. Nhà nước cho nhà được có một năm hơn chồng chết rồi lắm rồi. Trời ơi, ông đi tỉnh táo lại mày nói chuyện coi. Ông đừng đi nãy ngơi dục phân ốc, dục phân dục nãy dục ốc cho ta xạ lúa dục phân dục ốc cho ta hồi đi tới hết mũi luôn. Thì chết cái gì nữa, chuyển mạng khỏi mạng rồi. Để đâu anh, để chỗ nào rồi, để chỗ nào cho anh ta chắc. Để vô trong anh này. Để cho mấy anh vinh vô. Cái mặt đó ông nói hả? Đúng rồi, để cho nằm với chồng rồi. Tám đứa cho ông đây, ông nuôi, ông nuôi coi tư. Ông nói hoài. Ông nói kêu xuống xanh cho hết cho ông. Ông mà mọc chân hết ở loàm cái mắm nói em điện chuyện làm. Ông làm hết trơn. Ông làm mà nuôi vợ con. Chứ ai mà không mặn nuôi con. Mặc cái đó loàm luôn. Đây cuộc đặt hơn cái tay lên. Mình xin Áo Quang mình xin. Ông nói xin mình từ thiện anh hả? Áo Quang nè, mình xin hả? Cái này là tự nhiên là nhà em mướn ra, không có xin đâu, không có mày mua luôn hả? Xin cái dạng nấu ăn là mua đó. Ồ, có cái Áo Quang là Áo Quang sao anh? Cái này là xin. Quan tài sao? Xin xin bán cái này nghèo, bán nghèo mà không xin người ta. Ta tài trợ đúng không? Cái tài trợ xin người ta không? Xin người ta đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Uống và bả là dịch bệnh là ăn uống là mình rồi rồi em hiểu rồi, dạ em hiểu rồi, cái đó mình cho cái gì trả vài trăm ngàn vậy đó. Dạ cho mình xui chết tôi lấy về trả, không có tiền trả người ta từ kinh vô và không có tiền trả. Bình tĩnh coi, bình tĩnh. Mua cái nhà giả dị rồi cái sai cũng 7 giờ rưỡi qua đó. 7 giờ rưỡi con cơm cơm ba khổ ba trời luôn.
Cổ ơi, biết cổ rồi em ơi, ơi tí. Oh, à. Ông cuộc đã có thổ hụt, không phải hết trơn luôn á. Ông nói là lấy cái kim tấm ra gà nước. Gà nước thì ông nói nữa chạy rồi. Chạy rồi, nhưng nó hết tao rồi. Ông nói gà nuôi. Với ông làm chưa lẽm, chưa lẽm, chưa lẽm, gà lẽm à, gà lẽm. Gà lẽm, gà lẽm. Gà lẽm, gà lẽm. Đi làm cho ông đi không hết trơn. Một trên tấm mẹ cho tao. Cảm ơn sư phụ. Dạ 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 dạ. Là ai phải không? Ông với bà nè. Bà nè. Bà nè. Ông không có gì á. Dạ rồi rồi. Bà nè. Dạ dạ dạ. Ông á đi làm lò sấy á, làm lò sấy ngày bà nè, bà với con nhỏ con gái. Dạ dạ. Ông già với đứa con ở nhà. Ba người chạy ông. Dạ ông ngồi không có vé nào đâu. Đi á, ông đi làm. Ông nội này vô quẹo vô rồi. Đúng không? Không. Dạ dạ. Không à, mình nói thẳng. Dạ dạ không sao. Cảm ơn. Dạ dạ. Là cũng đến đây chia buồn với gia đình nghe mà tin mà chú mất thì thật sự thì cũng bất ngờ lắm luôn. Là con mình ăn bả. Dạ dạ dạ. Không có ai lo nào kia. Chứ bả dạ với con nhỏ con gái nói rồi con cái ở nhà ông có nợ ông không có cái vé này trong gia đình đâu mà ông đi làm mà cuộc đặt mắt vòng mà phòng nét đẩy vô gặp đem vô gặp dạ dạ ừ lấy cái phim tâm ga ông nói chạy hết trơn á chạy không sao đâu miệng ta có tiền tâm hết chương hết trơn luôn khổ lắm đi mục sinh nữa hồi tây rồi cô cố gắng lên, cố gắng lên nha. Lấy nảy mía cho anh ta, lấy mía cho anh ta. Đến lấy mía cho anh ta, hồi giờ lấy tiền vợ con. Thương vợ con lắm, ông này thương vợ con. Thôi thôi đi ngồi đi. Rồi rồi, con biết rồi. Hết trơn tất cả ông. Rồi rồi, để cho anh lên làm việc với anh Vinh vô kìa. Dạ dạ. Ông lấy luôn ngực nặng gà mỡ luôn dạ. Gà mỡ luôn ông nói có chuyện làm người ta chạy ông nói không có chạy chỉ nói kêu chồng tôi chạy đi hồi con bệnh hay một người thằng thứ hai ngồi trên vai tôi cầm cái đầu hồi thằng thứ ba thì bệnh chồng ơi chứ con mình bệnh thôi cho tiền vợ tôi mượn đây mua thuốc đi thế kia ừ chứ nó ông này không hành hạ vợ con đâu thương vợ con thì chết dạ dạ cháu thì chết thôi, luôn con... bây giờ tiền không có một ngàn bây giờ bước rồi á chứ ông ăn luôn ăn thêm mà lại chết chứ nghe mà tôi bắt sao quá rồi nhà nước đó cho nhà được có bộ ủa cái này mấy giờ mới lệm gì chị cái này em không biết giờ má mua tiêu biết cái gì trả anh ta đâu dạ. Nhà nước cho nhà được anh năm rưỡi ông mừng thay mẹ rồi mưa lỡ dột á dột bên nay rồi thay ông làm bây giờ nãy mà cái gạch thấp bưng nửa tao bị xịn hết đám đi đi còn mới vừa đem vào cho nhà rồi cái nhà nó tặng vào cho anh ta ngửi em đi con ngửi em đi dạ dạ nhà nước cấp có được con nằm gửi ông mừng quá bây giờ ông chết rồi ông mừng quá bây giờ ông chết rồi ông mừng quá bây giờ ông chết rồi bình tĩnh lại chú ơi ông mừng quá ông mừng quá ông chết rồi ông ăn nhòm nhà nữa ông ăn nhòm nhà bỏ nhà rồi ông ơi gọi nhà rồi ổng thương nhà lắm ổng nói nhà nước cho nhà mình rồi ở được có một năm rưỡi à được có một năm rưỡi là trong đây rồi bây giờ mua tiêu người ta biết khi nào có tiền trả thôi em nghe kìa ta tôi chỉ tay bằng thêm tôi là khổ quá mấy anh ơi dạ khổ lắm mày em cũng không biết làm sao hôm qua khi mà chú mất anh có nhà không có em có nhà luôn là lúc đó là chú mệt hay sao vậy anh thì ở cái nhà bên đây nè ở nhà này nè ở con quay nè quay cái đúng nhà rồi ăn mà ăn ổng nhai rồi ổng thung là, cũng như là cái lưỡi ổng bị thụt vô rồi dạ. Là đó là ổng tiêu luôn à, rồi em biết ổng yếu rồi mấy hôm nay là yếu rồi đúng rồi rồi mấy hôm trước là yếu đó là bắt đầu em trông mấy anh lại sợ nói sao mà ổng thấy mấy anh lại em đâu có hay ho gì đâu bởi vậy
ví dụ mấy anh không lại cũng không hay nữa. Dạ em á, quân giúp đỡ đó, em suy nghĩ hoài nói sao mấy anh không thấy lại đó. Dạ. Lâu lâu rồi tụi em có tiện đường mới ghé thăm. Đúng rồi, cứ nghĩ là chú cũng bình thường như vậy mà em cũng có nhắc mấy anh sao mà không em cũng bên xin số điện thoại mấy anh đó. Quên nhỏ này. Ủa rồi anh không biết là mấy giờ liệm luôn hả? Có đó ổng là lúc mấy giờ chứ sao? Bảy giờ hai mươi là cũng như là em đi báo tin cho ta hai vòng vòng ăn để bán ông á, để bán ông á, không có thuốc không để con hỏi anh này. 7:20 qua rồi, 7:20 nữa rồi rồi ông cố gắng nha, ông cố gắng lên. Thôi thôi làm cái ông này. Chưa, chưa. Bây giờ anh coi coi người ta nói, ta nói cái gì kìa, ta nói với mình cái gì kìa. Đâu mà trả anh ta. Người ta là tội nghiệp lấy lợi em bám thiêu quỳ là hết cơ. Ôi ông bám nhớ đi làm gì mà có tiền trả. Dạ dạ. Ôi hết nước rồi đó chồng ơi, ông ơi ông. Ông vô hòa tươi ơi. Ông vô hòa tươi tươi ơi ông ơi. Cảm ơn ông này chưa cảnh đi cảnh đây. Không phải ngồi đi. Cái ta mình đưa bao tặng mẹ cho ta. Thôi là bên mình từ thiện anh hả? À. Rồi vậy rồi kêu ổng kêu thầy chùa vô rồi coi giờ. Và liền điểm ha. Đi tại cũng lâu lắm rồi. Dạ. Ủa là 7 giờ là mình là bên 14 tiếng rồi. Ồ 14 tiếng thôi. Mình bên đâu vậy anh? Bên đâu vậy? Em cũng người dân. Ờ. Cứ nằm nữa cả nhà ơi. Sao anh không dám quay vô em? Thôi đừng có quay vô chú nhiều. Quay vô đó giờ cái chính sách khó quá. Hay gì đâu Phật. Bây giờ là chú cũng sau một cái thời gian dài mà nằm chống chọi với cái căn bệnh thì bây giờ chú cũng đã ra đi rồi cả nhà. Nó cũng cầu mong cho chú được an nghỉ ha. Chú Pháp Quang cũng đến là giờ chờ thầy đến để coi cái giờ để tẩm liệm đó. Cô rồi, cô ngoài cô khóc rồi. Chồng chết bỏ rồi. Tôi ở với ai chồng ơi chồng. Chồng ơi tôi ở với ai chồng ơi. Bình tĩnh cô ơi, cố gắng lên cô ơi. Chồng ơi tôi ở với ai chồng ơi. Ngủ ai ơi chồng. Chồng chết ơi tôi ở với ai chồng ơi chồng. Ông ơi. Ai chồng ơi ta sẽ hết rồi ông ơi. Đừng quay nhiều quá. Ông ơi. Làm quay phim. Cánh này quá là xuất sắc cả nhà. Như vậy đó là hết đau rồi chồng ơi. Bây giờ không có tôi rồi, có ai kêu làm gì ông làm hết trơn. Lấy biết cho ta, làm đỏ đường cho ta. Mà này là một tình là tặng mẹ cho ta tới bả xong luôn. Một tình. Hồi nhà mất phương thì ở nghĩa hương thì chưa liệm cho ta nữa bắt dầu. Hoàng hẳn. Hồi thấy dịch thuốc hốc cho ta. Tới bả cũng có công tới đây hết đủ cho cũng vậy luôn. Tí là người tổng ông đi bụi đầu. Còn đây không đi đâu vậy? Nói đi con. Không biết nói gì luôn khi mình em đến hình ảnh này á, gia đình thì cũng có cô với chú thôi, cũng lớn tuổi rồi. Chú ơi, nghèo khổ. Hai vợ chồng hủ hỷ á. Bây giờ chú ra đi rồi. Trời ơi, vui vàng. Tại vì tới giờ hai vợ chồng hủ hỷ mỗi ngày, mà giờ chú thì chú ra đi. Mỗi cô là một mình bởi vì cô cũng chịu không nổi á. Ở Hoàng thì bên từ thiện cũng mới vừa em đến rồi, bây giờ chờ cái giờ để liệm thôi. Dạ. Ờ cái nhà này nhà nước cho cắt. Dạ dạ con biết rồi. Cẩm này mà bà lộng thì đưa. Hôm sau này không biết cô sao sao thì làm tới tỷ hết tuổi khổ lắm. Cố gắng lên cô ơi, cố gắng lên. Cho nhà
được có 5 rưỡi chết coi tôi ơi, không mình ra được phải chết mở mắt tôi ơi, nó mở mắt vô không? Rồi chết mở mắt. Mở mắt vô ông vợ thương vợ nè. Đau lòng quá vậy. Tình thì sao mới hồi tối thôi, mới hồi tối thôi, bây giờ thì cũng 9-10 giờ sáng rồi mới xin được áo quan cũng như mới đem đến đó cả nhà bà con rồi nè. Thì nghe nói thì hôm qua là khoảng 7 giờ mấy tối là chú mệt rồi chú ra đi á. Đúng rồi, chắc chú nữa hàng xóm tính hay không thương nợ con là mỗi mấy chiêu được đủ rồi. Cô cũng đến, chị hay tin cũng đến để chia buồn với gia đình. Lại làm cho ông này dịch rồi, lại làm cho ông nữa, làm nữa, ừ. Ông lại cũng khóc nữa, tội nghiệp. Khổ lắm chú, người ta tội nghiệp ta phán thiên. Thôi ông chết tôi, tôi lấy gì trả người ta, cái này làm này người ta cho ông. Nhà nước cho nhà nước cho được có 5 rưỡi, ông mừng quá trời mừng. Bây giờ ông cái nhiều quá rồi, ông mừng á. Ông nói nhà mình tốt, nhà mình tốt. Nước ngoài à? À, cô là ừ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh để lo cho vô dạ. Bình tĩnh cô ơi. Dạ. Dạ dạ. 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 Bây giờ đang đợi giờ, bây giờ thầy chưa lại không á. Thầy lại coi. Đợi thầy lại đang coi giờ để liệm. Trời ơi cô. Nghèo không nghèo, không có quần áo người ta cho. Khóc hoài ăn đi không được. Khóc hoài người ta cho cái áo nhiêu đủ rồi. Trời ơi. Nghèo tới bực đó. Có cảnh nào bằng cảnh Chile đâu. Ảnh chết rồi ba 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 chết. Mà làm đó ảnh quên rồi. Thôi làm vô. Buồn quá. Thôi ba 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 vào. Cái gì mà đặc chịu người ta cho quần cho áo cỏ vô. Trong ơi trong tâm nó cổ quá. Thế áo quần của ảnh mà nhiên vậy đó thì sẵn chưa. Dạ dạ có ai ấy rồi coi coi sắp xếp với để cô khóc không rồi cô không có lo được đồ đạc gì đó. Dạ. Dạ. À có nhiêu đồ gom ra hết rồi ha. Dạ. Dạ bình tĩnh đi để lo. Để lo hậu sự cho chú. Bình tĩnh không cô nha. Thì bà con cũng đến nè cả nhà. Ở đây thì cũng nằm trong sâu ở trong một cái cánh đồng á nên cũng vắng vẻ. Sình phải mới đắp lên đây nè. Đây nhà của con trai nè. Đắp lên cái nền nhà. Thầy đang lại hả anh? Thầy đang lại hả? Thầy đang đến hả? Chưa mấy anh nghe nói đợi thầy lại để mới biết cái giờ để liệm á. Đúng rồi mà chờ nãy giờ chưa mấy ông chưa. Anh điện thầy lâu chưa? Ai điện? À, có ai điện thầy chưa? Không có vô đâu, ăn cậu cái chút. Có ai cho ông thầy điện vậy chứ? Chưa hả? Chưa ở đâu đâu. Nãy cái anh mà lợi mà mình cho quan đó là anh nói là mình kêu gia đình mình kêu thầy đó. Mới quan tài mà cái ông thầy chưa coi, thấy. Coi kêu thầy đi, coi ai biết thì kêu thầy, nhờ ai á. Để thầy lại để thầy liệm, nghe nói là cũng lâu lắm rồi đó. Mười mấy tiếng. Anh cãi trong nhà đó. Mười mấy tiếng rồi, giờ nghe nói rồi. Nên là giờ cũng đợi thầy đến là liệm liền đó cả nhà. Về nước cho vậy dạ. Thầy chùa thầy bổng cũng nhà nước đâu lo hả chú? Dạ. Hả? Sao chú? Tiền nhà mình xuất ra cho thầy chùa hả gì? Dạ cái đó để bàn với người nhà cái sao? Mà dưỡng ổng nó sắp xếp rồi thầy chút xíu thầy lại. À chút xíu thầy lại ha. Rồi. Mà tiền bạc alo kìa. Không có.
bởi giờ em mới khổ nè, không biết sao luôn. Không, không, cứ từ từ đi, cái gì cũng bình tĩnh, đúng từ rồi, từ. Đúng rồi, à. Em cũng không biết sao thì. Từ. Ôi, thằng này em chém 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 tam nó hồi tiền đâu mà trả người ta. Người ta tội nghiệp, người ta cho gạo không cho. Ông tam rồi nặng thịt heo thiếu, người ta tội nghiệp, người ta đâu có bỏ ổng. Dạ, dạ. Quá nghèo, tới xưa tới giờ. Ông trường khổ lắm, đồng ổng này nuôi vợ con tới đi hết nổi. Dạ. Dạ, khổ hết, khổ hết. Bây giờ khổ hết. Gia đình lo, hồi xưa mua đồ này kia, mua tiền trả. Đúng rồi. Người ta cũng bán thiếu mà. Thì từ từ hàng xóm này với quý mình quân mà thương thì giúp gia đình có tiền để trả. Cái gì cũng phải từ từ, trước mắt thì phải lo cho chú trước nha. Rồi nãy là cô nói là cái đó bây giờ mình định cũng sẽ chờ chú nằm kia mà cũng chưa có liệm được nữa cả nhà đó. Không có liệm được. Cô đồ không có đồ không có đâu người ta cho chứ không có đồ luôn hả? Không có đồ không không có tiền luôn. Hoàn cảnh nhiều quá là xúc xắc. Chú nằm lâu rồi đâu có nhà cũng đâu có làm gì ra tiền nữa. Giờ này hàng xóm còn chưa có lợi mà không chắc tay cũng chưa kịp hay tin á. Khi còn sống thì đã khổ rồi, giờ khi mất còn khổ hơn. Ok nha, thì bây giờ thì Áo Quang cũng đến, cũng như là đang đợi thầy đến đó cả nhà, đang đợi thầy đến để coi cái giờ mà tốt để tẩm liệm cho chú đó cả nhà. Thì một cái hoàn cảnh thì thật sự thì khi mà nhìn thì rất là đau lòng cả nhà. Trong nhà thì có cô với chú thôi, thì bây giờ chú cũng mất rồi. Như anh em trước thì cũng đến để hỗ trợ cho cô chú, gửi mình quân thì cũng thương thì giúp cho gia đình một phần nào rồi, nhưng mà hôm nay thì hay tin là chú mất. Thì anh em cũng đến đây để chia sẻ cũng như là cũng trợ duyên một phần nào đó cho gia đình, để cho gia đình có ít tiền để lo cho cái hậu sự cho chú đó cả nhà. Đó, khi mất thì gia đình cũng không có tiền bạc gì hết, thì cũng đi xin Áo Quan, bây giờ thì cũng biết không biết như thế nào nữa. Đó. Nhà cũng đơn chiếc lắm, con thì ai cũng khổ hết cả nhà. Mưa ở đây phải ấy cháu rồi cả nhà, ấy cháu rồi đừng cho sình. Giờ chú đang nằm. Rồi. Khóc quá chừng, nghỉ đi, đánh đi. Okay. Biết kéo là đúng rồi. Con tới đi hết nổi luôn, khóc không còn. Nhà của người con. Thì biết rồi, tới một đợt gam mèo bực bực thôi, thì nói chồng ơi nghỉ đi. Nói là ta biết nghe rồi. Cuối cùng thằng thứ hai nó để đầu á, ông để đầu rồi cầm. Rồi thằng thứ ba thì bận tay vậy nè, nghỉ đúng một con một ngàn. Khổ quá trời khổ, không có bạn. Dẫn đầu thôi, chết người ta cho quần cài cho ông cài. Gọi điện cho con nói là chắc cô mua thuốc trộn với đường uống chết. Thôi sao chết cho ngồi đây. Ông bỏ tôi rồi sao chết thế ông đi. Sao con bình tĩnh để lo cho chú coi. Tôi ở với ai chị Nam Dung tính coi. Ở quê Úc Hà, quê ổng hay tôi ba người xuống xong chết nữa sao tuổi rồi. Còn ổng hay tôi sao trong nhà còn cái gì nữa mà cô hết ra đây. Còn tôi mình yên. Cô bình tĩnh lại để lo cho chú. Cô đừng có xúc động quá. Ra nhà tôi thấy chồng tôi đó cũng bệnh như ổng vậy nè. Còn ngồi chỗ ông đây. Trời sao ổng mập như vậy. Tôi nói thì cho anh này đủ mới mập. Rồi đi không được thì thôi, không ngồi chỗ. Ổng ba, ổng thơ, ai không ăn cơm chào. Bỏ. Ai không khóc mà ta khóc bây giờ vừa phải thôi. Chồng tôi đâu, không phải mà khóc vậy thương, mà thương đâu. Vợ thương con không có hành hạ. Khóc hoài, ổng đi không có được. Ổng chết ông ơi, mặc vợ ông vợ nữa. Ôi là trời á. Ông chết nơi mắt vô ông vợ nữa, sao mà tôi xong rồi. Sao chú bao nhiêu người ta mất mà không nhắm mắt được không hết nổi rồi chú mất giận chú cũng còn chú đi chợ ha ông nói chú bị bệnh là gái. Sao mà mất tôi nói gai dạ bà ơi bà gái để tóc hết có hết ra bãi gì nào cũng nói tôi đi chợ là nói hết trơn đó bà ông nói ha vợ ơi mua mình hảo ha tao đi làm trong nhà phía bên trong đây cô thì bây giờ cô giống như chú mất thì cô cũng suy sụp á gọi thầy đến nhà cũng đơn chiếc không có mấy chú mấy cô đến mà hỗ trợ
không có mình đương mình chơi rồi mình ngoại mày uống rượu rồi mình say mình ra mình đặt cái lại thì ngồi đó chứ bao nhiêu rồi đúng rồi 12 giờ rồi 12 giờ rồi cái này lên rồi có gì nữa giờ nào ra đó là anh tính rồi nha. Đây là anh chủ của trại hòm à, anh chủ của trại hòm hỗ trợ ha. Đó là anh chủ của trại hòm như nó 12 giờ hay sao 12 giờ. Cảm ơn cháu ông bà cũng tặng lệnh cho ông bà giờ cũng có chú nữa như Di Đà Phật cũng mong chủ an nghỉ ha, phù hộ cho gia đình sau một cái thời gian dài chú nằm liệt giường như là cống trội. Có nghe nói mấy giờ giờ liệm chưa anh trai? 12 giờ ấy, chú. Dạ. 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 12 giờ liệm. Chính xác lại là 12 giờ. Rồi. Dạ. 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 Để ở đâu? Cái đó là anh chủ chơi hòm á. Ừ, dạ. Anh chủ chơi. Dạ. 12 giờ mới liệm. Ờ, 12 giờ. Ừ, thầy chưa đến kịp hay sao chứ? Thì bây giờ hồi 7 giờ nghỉ hôm qua tới giờ. Tới giờ rồi. Bây giờ nó lỡ rồi. Bây giờ phải đi luôn tới 12 giờ. Dạ. Dạ. Nghe nói mà khi mất mà mất sớm như vậy mà nguyên một đêm. Bây giờ 7 giờ rưỡi. Giờ dạ. Thêm rồi. Dạ. Chú ở gần đây không? Tôi ở trong kia và ban đêm tôi đâu có đi được, cho tôi hay tôi đâu có đi. Dạ. Rồi vũ hàng gương này kia nội dắt sáng rồi tôi mới đi xin. À, à đi xin. Đi xin đó hả? Ờ. Cái gia đình dạ. Con nói chung là cũng hiền quá, gì? Không có biết tôi gì hỏi chứ. Xin được ba hộp không, nửa hộp không là làm sao? Dạ. Bởi vì cũng nhờ chú hàng sáng này đó tôi đi ra lại đây tôi hỏi rồi kia mà tôi mới điện. Ủa với chính quyền ở dưới họp tôi mới đi ra xin hàng. Dạ. Vũ hàng gương này có biết cái gì đâu, đây đâu có biết đâu. Dạ. Tôi thấy không? Ủa tới sáng này tôi mới đi xin đó. Dạ. Mai có chú xin chứ giờ để một thời gian dài như vậy mà. Ờ, mới tới giờ này vô thôi. Hồi hôm theo đúng ra đó là tôi đi không được, ban đêm đi không được. Thiệt tình nha. Phải hồi hôm là có thể xin hồi hôm rồi. Dạ. Chứ tới giờ. Là để tới giờ này luôn, quá lâu rồi. Dạ. Ai sư phụ cũng cảm ơn là cũng dạ. Như là nhà thì khó khăn quá, mất rồi không có tiền bạc gì hết. Tôi hỏi chứ bây giờ đi ra nếu mà lỡ mất rồi á, đi ra nhắc hàng thì phải có tiền ra. Dạ. Tiền hả? Tôi nói rẻ gì cũng từ 25 triệu. Dạ đúng rồi. Đó, rồi dạ. Cũng giống rồi, rồi này, không có tiền ở đâu. Rồi lỡ có gì rồi ai đút đầu gì đó mà chịu đi. Dạ. Nói sáng thì nó ra đi xin nhà nước cho được cái hàng đó. Dạ. Ừ, đồ đạc cũng đem lại luôn ha. Hồi đó bên nhà hàng ta cho luôn. Dạ. Rồi tôi nói tôi chỉ lối ghém là coi như bị là ở nhà nó 7, 6, 7 anh em vậy đó mà tôi cho một thằng một mặt đồ thôi. Còn như là đội trang với cái trên đầu thôi. Dạ. Dạ. Không cho một áo. Dạ. Dạ. Mua ra cũng thiếu nữa. À. Người ta sao? Dạ là mặc đồ tang ha. Là chỉ có một người mặc thôi. Một người mặc thôi. Dạ. Thành cho đỡ tốn. Dạ. Đỡ tốn chi phí. Thì gia đình cũng quá khổ á. Khổ quá, tới đồ tang cũng nó chú cũng tiết kiệm mà mặc một người thôi. Một người bỏ qua. Chứ mặc nhiều lại tốn tiền nữa. Còn đặt thì tôi nãy tôi bàn với nó chính một ông thầy đọc kinh thôi chứ không có thổi kèn thổi trống gì đâu, không có đâu. Chỉ lại là con coi ngày coi giờ vậy thôi, đọc kinh thôi. Ngày đọc kinh thôi. Dạ. Tại vì mình mà muốn kèn này hạn chế cái chi phí ha chú ha. Chi phí ha chú ha. Cũng ai có chú hay đi xin giùm cái áo quan chứ không biết như thế nào nha. Anh em thì cũng mới vừa hay thôi, đến thì đã có áo quan rồi. Chồng nó thì nó mấy năm nay rồi chứ phải mới được. Nhiều năm rồi. Dạ. Bộ cô vợ thì ba lên anh em rồi đâu có. Dạ. Có vợ, có chồng, có chỗ, có nơi, có cái gì thôi. Từng dạ. Linh không? Ông mà lần tháng cấu không rồi. Dạ. Không có chỗ nơi. Dạ. Rồi bây giờ tính vậy đó, rồi bây giờ là tính đem ra là xin được cái hàng. Dạ. Rồi bây giờ là tôi nói bây giờ nếu mà này kia nọ thì chắc cũng khỏi 6 triệu. Vừa cát vừa đá vừa này kia nó làm đơn giản thôi đó. Bây giờ nó lo không nổi được vừa chung mỏ đất. Chung mỏ đất hả? Trời ơi, sao mà khổ quá vậy? 5-6 triệu không có làm sao chung được. Dạ. Trời đất ơi.
chung á. Ừ, nghe mà nói chung gia đình không có khả năng nói chung là chung cái bên hả chú? Ừ, chung chung đây. À, 6 triệu mà bây giờ chú nói là cũng không có chi phí à, để xây mồ luôn là phải chôn ở đất. Ừ, nghe xong rồi. Trời ơi. Để chú đến nơi mà chôn chú nè cả nhà. Ở đây hả? Cặp bên. Ở đây ha chú ha. Ừ. Tôi định gọi đó thì tính bằng ghẻ đó là cái nguồn mướn anh em người ta, còn tôi phải phụ, tôi làm công cho. Dạ. Dạ. Mà người mày phải trả cho người ta vật tư này kia nọ, tôi định là khoảng 6 triệu. Dạ. Bây giờ nó lo không nổi. Thì không nổi thì bắt buộc phải chôn đất. Trời ơi. Thời buổi bây giờ mà còn chôn mái đất nữa, nghe sao mà xót xa quá. Vậy khó khăn mà biết như thế nào luôn. Mà hy vọng thì quý nhà hảo tâm rồi nhìn hình ảnh này cũng như là hoàn cảnh của cô chú thì thương và giúp đỡ cho chú một có cái mồ cho nó đàng hoàng á. Chứ để mà xây khi mà còn sống á đã khổ rồi, mà khi mất mà lại không có cái mồ mả đàng hoàng mà chôn mái đất nữa thì tội quá. Không có khả năng mà dạ sao này kia, mấy anh ơi, không có khả năng ha cũng lên giá cho dạ không biết sao. Dạ dạ không có khả năng luôn chứ anh. Đúng rồi chú, ra đây nè chú. Dạ cảm ơn chú. Thì cũng rất là hy vọng khi mà là đăng tải lên á thì được quý mạnh quân yêu thương cũng như giúp cho gia đình mình trình làm cho em đâu có muốn mà để anh ha. Cho ông lão nằm vậy đâu, tính xây gạch này kia đồ cho nó như người ta. Dạ nó chứ nằm mã đất thì nó lạnh quá ha anh ha. Đúng rồi, trời mưa trời gió nữa. Thấy khổ quá mấy anh. Để tụi không em có khả năng đó, gạch này kia đồ không biết sao. Ngày thường, ngày thường đã kiếm tiền ăn uống đã khó khăn rồi. Đúng rồi, nếu mà được vậy em cũng cảm ơn mấy anh làm cái mã cho ông cũng ngon lạnh. Dạ nó vậy thôi. Được, cái mong muốn của anh là chỉ là muốn cái cho ông cho... được cái mã đá ngon lạnh vậy đó. Dạ cho ba có cái mã đá ha. Đúng rồi. À, em nghĩ vậy thôi. Dạ, dạ. Anh cố gắng là, ha. Được như vậy là em rất là mừng mấy anh ạ. Dạ. Mà giúp được thì khó là em rất mừng. Dạ. Dạ. Anh cố gắng. Như thôi, mấy anh. Dạ dạ. Anh lo công việc đi. Tôi vô coi có phụ gì gia đình không. Chứ em không biết làm sao. Dạ. À, coi nha. Cũng khổ. Nhìn xót xa coi nha. Cái gia đình đó coi nha, thấy không? Dạ cũng quá. Dạ, khi mà chú mất thì mốt đem qua đây chôn cái này. À. Khi hiện tại thì gia đình đang gặp khó khăn rồi, không khi mà không có tiền để chôn cất á, cũng mong rất là mong quý nhà hảo tâm mà thương cũng như là hỗ trợ cho chú. Chú chồng thì cô vẫn ở trong cũng như là bên chú mà khóc rất là nhiều coi nha. Chứ mà nhìn cái cảnh thời buổi bây giờ mà cả nhà giờ cô thì đau lòng quá không có chịu nổi luôn coi nha. Gia đình này ai cũng hiền hết á, chú nãy chia sẻ đó. Cố gắng lên cô ơi, cố gắng lên. Trời ơi, cô con. Cô quá trời khổ, ổng khổ lắm. Dạ. Khổ lắm. Cố gắng lên, đó, hôm nay thì tụi con đến cũng như là chia sẻ. Dạ. Cũng mong muốn là quý nhà hảo tâm giúp đỡ cho chú. Dạ. Có một ít tiền để lo cái phần mồ mả cho chú. Dạ. Đàng hoàng, chứ nghe dạ. Nói mà khi mất mà giờ không có tiền để mua vật tư để xây mồ mả nữa. Dạ, tính chung mà ông cho đây. Chú cho chú nào? Nãy nghe chú nói bên kia á, cái à. chú kia nói bên kia đó. Mà ơi, tôi đi bán gia sô, tôi cúng chồng tôi ở với tôi cực lắm. Cực lắm, ở với tôi cực lắm. Dạ. Giờ ông bỏ tôi rồi, tôi đi bán gia sô, giờ đất đai. Cố gắng lên cô ơi. Thế thì bây giờ nè, con trước mắt thì bây giờ con cũng trích một cái phần tiền của quý nhà hảo tâm mà gửi cho cô để cô lo cho cái hậu sự cho chú nha. Dạ. Dạ. Tôi chợ lâu rồi, mưa lỡ cho chợ, ổng có tôi gân nước mắt chợ, ổng gan á, gan dòm, người nó dòm, gân nước mắt nói không được. Rồi, cô ngồi, cô quay qua đây nè. Quay đây nè. Dạ. Được, nó cô thì cô đau lòng quá, khóc từ đêm hôm tới giờ. Khổ như giờ đâu. Bây giờ thì con cũng xin gửi 1 triệu đồng của trời chú ơi, Dân. Khoan từ từ để con nói ha. Dạ. Của chú Dân với cô Hồng Việt Kiều Mỹ là gửi 1 triệu đồng ha. Dạ, tôi cảm ơn. Đây là 1 triệu nè. Dạ, tôi rất cảm ơn. Đây, rồi cô nhận ha. Rồi thêm 1 triệu nữa thì của anh Khánh với chị Liễu ở bên Úc á. Dạ. Gửi cho mình 1 triệu ha. Dạ.
đây. Dạ, tôi rất cảm ơn. Để lo mua này kia, đừng lo cho cái hậu sự cho chú nha cô. Dạ, tôi rất cảm ơn anh Vân Lam, tôi đuổi ơn anh Vân Lam. Dạ, dạ. Rồi, rồi tụi con, tụi dạ, tụi con lắm, dạ. Cũng có cái duyên gặp cô chú ở ngoài bệnh viện thì ngày hôm nay anh em cũng chia sẻ đó mà chưa có nhận được nhiều cái sự tình thương, mà nhưng mà chú đã mất rồi qua đời rồi đó, thì ngày hôm nay thì cũng hỗ trợ tiếp tục cho cô á, thì anh em cũng gửi một số tiền cho tôi tay á cái này hồi gửi số tiền cho cô để mà tiếp tục cái bảy rồi hỗ trợ cho chú mấy thành viên ơi, cần tôi chắc không xin phép. Dạ cô nghe bạn quý nói kìa, xin phép quý mạnh thường quân là có cô Tiết Phương ở quận 5 gửi cho cô là 500.000. Dạ cảm ơn Tiết Phương, dạ tôi đủ ơn lắm, dạ cũng cảm là ơn mấy hành vân. Cô cũng mà ráng giữ gìn sức khỏe để lo cái hậu sự cho chú. Cứ bình tĩnh nha cô, ráng bình tĩnh, đừng có xúc động quá. Dạ, tôi bán vé số, má tôi kêu bán 50 vé đi, hồi đóng cửa bỏ đi, đi bán 50 vé đi, kêu tôi đi bán đi, bỏ ổng đi. Vậy những đói chết đó, ổng làm không được thôi, tôi không làm nữa là chết đói luôn á. Dạ. Nói vậy á. Ráng cố gắng nha cô để lo hậu sự. Tụi con khi mà chia sẻ lên thì cũng hy vọng thì kết nối được với nhà hảo tâm và giúp cho chú đây thì có một số tiền nữa để lo phần mồ mả cho chú nha. Dạ tôi rất cảm ơn lắm, đuổi ơn lắm. Bây giờ áo quan thì cũng có bên từ thiện cho rồi, mà có phần là bây giờ xây mồ mả đặc biệt rồi chú người thân rồi, nãy chú kia nói là muốn xây cái mã đất luôn á, tại vì đâu có tiền đâu, xây mã đất người kia làm ăn tới ổng đi làm tới đi hết nổi, ăn cơm sạch bông. Cô có xác định là xây mồ ở đâu chưa cô? Tôi nói ở đây nè. Cặp cái chòi của cô đây. Để tôi bán gia số, tôi mua đồ cúng cho chồng. Chung cho chồng tôi để bán 50 vé. Vì cô cũng cố gắng đi ha. Cố gắng để lo, đừng có bận xúc động quá. Không cho ông đi xa đâu, đi bán gia số rồi mua cúng cho chồng. Dạ. Chồng bỏ rồi ở bên em. Nhờ ốc xuống xong chết không, nghèo không có gì ăn đi, mồ ca kiếm chết sau tuổi em đi chôn rồi. Thôi bây giờ qua video chơi, thì em cũng thay mặt anh em đây, cũng thay mặt gia đình gửi một lời cảm ơn đến chú Dân, cô Hồng, chị Kiều Mỹ, như là anh Khánh, chị Liễu, cùng với cô Tiết Phương đã gửi một phần tiền cho gia đình để cho cô có tiền để mua đồ đạc này kia để lo cho hậu sự cho chú. Dạ tôi cảm ơn cô chú cho tiền tôi rất cảm ơn lắm. Dạ tôi cảm ơn. Trưa nay thì mới liệm, nghe nói 12 giờ trưa luôn. 12 giờ trưa hả cô? Vậy xin nấu ăn trễ á. Khổ ơi là khổ. Xin nấu ăn trễ. Mất rồi lúc mà 7 giờ đêm ngày hôm qua mình đã rất là lâu rồi, nghe nói là bốc mùi luôn á. Khổ quá, cái khổ tôi bây giờ khổ. Nấu ăn kịp á. Còn giờ thầy cũng không đến kịp nên là nghe nói 12 giờ trưa mới liệu. Chưa có gì hết trơn. Dạ. Hai chân xanh lẹ rồi. Xanh lẹ luôn. Xanh luôn. Dạ xanh lẹ luôn, xanh hết trơn. Chú nhắm mắt chưa? Nhắm mắt rồi đúng không cô? Không, ông mở mắt á, mở mắt. Ai vuốt nhắm rồi phải không? Tôi vuốt ba lần, ông còn mở mắt hay nhúc mắt ông ra, ông khóc. Ông khóc, ông bắt tay tôi cái này nè, tôi giặt cho ông đó, ông hung vậy. Hung vậy mới ông chết. Dạ. Ông thở dữ lắm, ông thở, ông không biết hung cái này nữa mới chết. Dạ. Biết hung, tội nghiệp vợ á, giặt cho ông á, chiếc tôi gãy rồi. Te gãy thùng lên thôi nè. Giặt cho ông, giặt chiếc bụng cho ông á. Đâu có bỏ chồng đâu, giặt. Hello, chồng bỏ rồi, còn có mình em. Bây giờ hết tin tiệm ăn gia số lượng gia trai. Thôi trước mắt là bây giờ là lo cái hậu sự cho chú nè. Đừng có còn cái chuyện bán gia số này kia là tính sau nha cô. Dạ. Bình tĩnh, gán bình tĩnh. Giờ có cô với chú mà giờ chú như vậy rồi thì cô cũng đừng có khóc nhiều quá. Rồi chú không có an lòng mà ra đi. Tôi người ta tội nghiệp lấy trao cho tôi ăn. Dạ. Tôi có ôm ba trời. Ôm cô đừng có nói mà tự giận không có được nói gỡ gì vậy nha. Ma tôi nói tự giận là ông trời không cho lên thành người đâu. Nói gan cô mà tự giận thì mốt ai mà lo hương khói rồi cúng kiến cho chú. Dạ. Đó. Cô phải cố gắng nha. Dạ, đừng có nói gì nữa. Dạ tôi rất cảm ơn thành Vân. Dạ tôi rất cảm ơn thành Vân. Cảm ơn chú nãy cô vậy cho tiền tôi nữa. Rất cảm ơn lắm. Dạ rồi, bây giờ con tôi nghèo khổ hết biết cô, chồng thì chết bỏ rồi. Dạ.
Bây giờ cô vô với chú đi. Dạ dạ. 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 Chào cô nha. Đừng khóc, dạ, khóc nhiều dạ, nữa nha. Dạ tôi rất cảm ơn hạnh phúc lắm. Dạ giúp đỡ. Dạ, dạ dạ. Con tôi nói không biết số hành vân nữa tôi nói tóm dạ. lại. Rồi rồi. Dạ tôi rất cảm ơn lắm nha. Dạ, dạ. Chú thì vẫn là rồi cô vô với chú đi. Dạ, bụi rồi, tay á té. Rồi, con biết rồi. Tay á té xanh lẹ luôn, tay á té xanh lẹ. Dạ. Không nữa, có đậu phộng nó lớn. Dạ. Không không có đậu á, tôi nói các con ơi mẹ rồi cái đậu nó vô ba cái lũ á trơn á. Dạ. Hay mưa lỡ cháy dòm thành luôn. Cô cất tiền bỏ túi. Bỏ túi tiền đi. Dạ 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 cất. Coi cái trong nhà nó còn vài đồ đạc hình như người ta cũng cho mua thiếu á. Mình cứ giữ tiền khi nào cần mua cái thiết cái gì mua còn mấy thì để lại để nữa trả tiền cho người ta. Trả tiền cho người ta. Để mốt là cô không có tiền đâu mà trả. Hay nếu mà không trả không được không biết sao đâu. Dạ dạ. Rồi cô vô với chú đi. Dạ. Dạ dạ tôi rất cảm ơn. Thôi nhà đi. Nhà nước to á. Dạ cô coi. Cho nhà ông bận quá nó ở một năm bị ông chết rồi. Rồi con biết rồi. Nhà nước to nhà. Mừng lắm cho nhà. Chủ, bây giờ nó ăn là... to này nữa. Bên kia nấu ăn bên kia luôn. Ăn rồi con đi nha, cô ở đây nha. Cảm ơn Hành Vân. Cũng mấy ngày hôm nay là mưa rất là nhiều luôn mà may mắn bên đây cháu trời bà con cũng đến đây chia buồn gia đình này cả nhà. Nấu ăn bên đây đi. Để mua sẵn rồi qua đây. Mấy cô cũng phụ để lo nè. Gia đình thì cũng nói chung là rất là hiền đó cả nhà. Nhờ mấy cô lợi. Đây là căn nhà của người con trai. Rồi. Con nội thịt quá lớn không? Chào chị nha. Chị là gì với chú? Ở sớm. Ôi quá tốt luôn. Đến để phụ nè. Để phụ để lo cho chú nè. Chúng là... Cái nhà, cô. Của, cái nhà này của anh hai mà phải không? Anh có cô người thứ hai. Anh đâu rồi ta? Nội thịt này cả nhà. To. Thịt kho trứng ha. Với này thịt luộc. Trứng. Cô hôm qua để phụ đó. Sao nó giọng đó. Anh. Đúng rồi, giọng. Giọng thì không mưa chứ mưa là mệt luôn á. Không biết sao nó chỗ ngủ xuống giọng, không biết sao không có tiền để mua đó các con. Dạ. Bình thường á là mình anh nó giọt thì anh trốn qua trốn lại được, bây giờ đang trong khi mà làm đám tang sợ rất là đông người luôn á, mà sợ mưa nó đến bất tử. Cầu trời cầu Phật là đừng có mưa, mưa cái là khổ lắm, sình lên sình luôn. Làm sao mà được có tiền cái này gió giống là nó sức cô su ra hết luôn á. Gió lắm quá tóc cái bay mái đúng rồi, chỗ ngủ không có, ngủ không yên chút nào. Dạ. Hồi hôm chú, lúc mà chú mất để gì luôn là ổng vậy luôn đó. Mình đi ra ngoài đi cả nhà. Dạ. Nó đi mò hết nước ngập luôn cũng dạ. Đó. Dạ. Thôi là... dạ, con biết rồi, con biết rồi. Cô đó, cô là đó, đừng lo cho chú, lo ấy đi. Đừng. Dạ dạ. Xúc động quá. Dạ. Dạ. Cái nhà thì mới vừa rồi thì em cũng lợi để trợ duyên quý nhà hảo tâm á, thì em cũng rất là mong khi mà đăng tải video lên thì cũng nhận được cái tình thương từ quý nhà hảo tâm cũng như là quý khán giả để hỗ trợ, tiếp tục hỗ trợ gia đình là có thêm cái chi phí để xây cái phần mộ mã cho chú á nha. Mấy năm ốc thì giờ cũng không có tiền bạc gì hết mà chắc xây mỏ đất nha, thấy tội quá cả nhà. Qua video thì một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn tất cả quý nhà hảo tâm cũng như là quý khán giả đã luôn đồng hành cùng em ha. Bây giờ cho phép em tạm kết video này ở đây cả nhà ơi, hẹn gặp lại cả nhà quý nhà hảo tâm trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn rất là nhiều cũng như là xin chào và hẹn gặp lại ạ.